đến với kênh YouTube của Nga Sơn Ngon. Mình đang ngồi tâm sự với lại anh Hiển nha cả nhà. Anh Hiển nói với Nga ăn được mắm mực không? Nga hỏi là con mắm mực có phải là con mắm đen đen không? Đúng không? Là chiều nay là nếu mà được là anh Hiển sẽ làm cho Nga một mâm cơm mắm mực nha cả nhà. Nhưng mà em biết ăn không? Cái gì không biết mình thử. Nhưng mà kho anh Nhưng mà em sẽ đăng ký 10 chén cơm trước. Ok, vậy em ăn cho hả? Nhưng mà kho anh. À em ăn cái nãy hả? Kho ok hết, luôn. Nhưng mà kho anh hết mực rồi. Kho anh hết mực rồi, bây giờ còn một thủ hai thủ để em review thôi. Dạ ok rồi. Mực muối. Và trong thời gian mà hai anh em tâm sự thì anh Toàn với lại mọi người đang làm cho Nga một con heo quay và nặng 4,5 kg như vậy nha. Ở mình có ai ăn con heo 4,5 kg không anh? Không ăn hết á. 4,5 kg. Nếu mà ai hết heo 4,5 kg thì chắc là người hành tinh rồi. Ý em chưa biết nha, em chưa biết là em có ăn hết hay không nha. Mình chiếu xa xa thôi là ok. Ở đây anh chuẩn bị là từ xa xa là cả nhà thấy rồi ha. Bây giờ đang làm một cái bếp lò nhỏ, chuẩn bị là đặt con heo quay lên. Cho nó giòn ngon để ngang cho ngon chứ không có. Nó giòn nha, không giòn da là chua nha. Thấy anh Hiển và mọi người chu đáo đấy nha. Cái món này nha, mong chờ từ lâu rồi nha. Và đặc biệt là hôm nay mình quay xong ở đây mình sẽ mang vô hồ cây khế, mà cây khế bị rụng rồi. Ây da, ây da, hết hồn. Không còn cái khế nữa, mình sẽ ăn trên cái bờ để nhìn thấy cái hồ rồi. Rồi, quá giòn luôn em. Ý tính. Ý tính không? Cái này mà gõ là nó nứt luôn á anh. Gõ gì nứt à? Đó, tao làm cái bọp đi không? Dạ, dạ. Dạ thiệt. Team Sương Dược Vlog chào tất cả anh em khán giả trên kênh của chị Nga Sung Mô nha. Hôm nay thì em Sung Mô ghé team Sương Dược. Sương Dược không có gì hơn thì team Dược nói toàn đang quay con heo này. Heo đây bây giờ cắt ra tầm cỡ hơn 4 kg nha, để chị Nga Sung Mô chị thử thách thử có hết được con heo này không nha. Cố lên chị Nga. Biết là chị Nga chỉ thích ăn heo quay cho nên cố gắng quay nha. Mình thật sự là cảm ơn ngày hôm nay là team Sương Dược đã đi mua heo về nè, làm nè, đặc biệt là anh Toàn từ sáng sớm đã đi làm hết tất cả rồi cả nhà. Nga xin phép là con heo thì sợ bên bản quyền vì lý do bản quyền nha. Bản quyền YouTube thì Nga có cắt ra làm 4 và không để lại 4 cái chân thôi. Và trọng lượng của này là hơn 4 kg nha cả nhà. Hơn 1 kg á. Thì Nga hôm nay Nga sẽ ăn thử thách là ăn thử hết cái này không, và anh Toàn sẽ ngồi kế bên để mà review một chút. Đó, cảm ơn cả nhà, cảm ơn okay. Nhiều. Cố chúc Nga thành công nha. Dạ, như là Việt Nam mình chưa thấy ai mà ăn hết được chị 4 kg này luôn rồi. Thấy nước chấm này chị. Đây là nước chấm thần thánh của riêng Sơn Dược Vlog làm nha. Heo quay phải chấm nước chấm đây mới đúng bài. Đó, thì mình chưa bao giờ mình thấy là nước chấm. Thường thường em đi ăn heo quay, vịt quay em không giờ ăn nước chấm. Nhưng mà hôm nay là đích thân anh mọi người làm cái món nước chấm này để mà đãi Nga thì Nga phải thử. Nước chấm này là thương hiệu của kênh em, nước chấm thần thánh. Rồi. Ok. Bây giờ em mời cả nhà nha. Ok. Mời anh mời. Dùng đi chị. Giờ để Nga dùng tự nhiên nha. Dạ em cảm ơn nãy. Bây giờ mình xin phép mời nha, mời cả nhà, em mời anh Hiển, mời okay. Gia đình YouTube là mời anh Toàn. Em mời anh Vũ, mời rồi. Anh. Rồi. 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 Em tự nhiên. Giòn rồi. Không? Coi nó giòn không nha, như chiếu cận cảnh coi nó giòn. Đổ lên nha. Chị Nga được dùng thử trước bằng miếng da đây chị nha. Ok. Đó. Thử giòn không nha cả nhà. Sao nha Nga? Giòn như bánh đa. Giòn như bánh tráng. Ngon. Ngon quá nè. Chưa thấy ăn ai hết một heo quay. Thấy rồi, con heo quay đây em cũng sợ luôn á. Sợ em. Đây anh review miếng em. Dạ chơi từ để đây chị nước nó chảy xuống cho. Ở dưới nó còn có 4 cái chân cho an toàn review đây chứ đây là để chị thử thách rồi, để chứ ăn hết bao nhiêu chứ hết cho nó dễ biết. Em làm một xíu da thôi. Vâng. Đây. Xíu miếng da thôi. Cho em lon Coca được. Có nước. Giòn không? Quá giòn. Rồi sạch sẽ. Sạch sẽ. Anh em giám sát nha. Có nhiều ngày ơi. Có bao giờ mình ăn cái số lượng này đâu chứ anh? Sụt da vẫn giòn. Ừ, cánh ngực nữa. Chắc là sẽ phải quay lại sớm. Muốn là mấy tiếng rồi. Dạ. Miếng này em nghĩ tầm cỡ một ký, cỡ tầm gần ký. Ừ. Coi cái nước nó nhỏ nó giòn, mất giòn da. Ừ. Còn chỉ với ăn với ăn nó mất. Rồi. Da nó ngon vậy. Hấp dẫn ngay giờ miệng ăn ngon. Giòn. Giòn. Quá giòn. Như bánh tráng. Nhìn cái view nữa kìa. Muốn là quay thật chính cho anh Toàn quá đỉnh. Chị chấm nước cho dễ ăn chị. Rửa lên nha.
em về chị xử hết cái mâm này rồi em. Em không còn gì để diễn tả chị chuyện ai nữa. Cuối ra chia tay với team Sơn Dược rồi chị Nga. Làm cũng nghe anh em thấy thoáng hồn luôn. Lại sao mặt xanh dữ nãy? Mặt xanh ly luôn. Ừ, đần lắm. Ờ, da. Cảm ơn chị Nga nha. Làm miếng da chị Nga với cho này. Tại hôm bữa là chú hải ăn mỡ. Trời ơi, nguyên cái bản heo kìa. Ừ. Da vẫn giòn. Nóng quá. Ngon không vậy? Nước của nó chảy ra nè, ngọt chưa? Nước này rất là ngon nha anh Toàn. Ui, nghe luôn à, nghe đều luôn, vừa dính tới. Dạ, nít ăn nít kiểu này nè. Nó sữa ngọt không vậy? Ui. Đúng rồi, ngọt không biết. Nóng quá vậy, mới quay xem luôn mà. Ôi dạ, nóng lắm anh Toàn. Anh Toàn, phỏng tay nha, phỏng tay nha anh Toàn. Toàn bắp tuyệt vời này. Em biết cái nước chấm này là bí truyền không? Dạ. Ừ. Về Sài Gòn thích ăn nước chấm này thì cứ nhắn tin cho em. Em chỉ dạ. Nhất định lên. Ồ. Ê. Wow. Quá ngọt. Còn gì bằng. Juicy quá chị ơi. Ừ. Quá ngọt thiệt. Thật là dâm mì. Dâm mì ra. Ừ. Thịt nó cũng không có dai quá. Nó ngọt á. Rồi. Ngọt thịt. Hơi sữa. Trời mà. Anh Toàn tiếp sức luôn á cả nhà. Hơi sữa thịt nó rất ngọt. Ừ. Cho Vinh hồng miếng à. Không. Hơi. Không, phun hồng miếng dùng miếng đấy là chưa đúng không? Đúng rồi. Dạ không anh? Đúng rồi. Đó. Ui. Bỏ thêm. Chấm thần thánh nữa. Chấm thần thánh nữa. Đây. Cảm ơn anh Toàn. Phun hồng dùng đi. Để cảm nhận cái độ giòn ngọt của miếng thịt nữa. Ôi, sao lòng tiếng nó giòn nữa. Tay. Chấm, em gỡ miếng da ra cho chị. Ngon rồi, ăn miếng. Công anh Toàn à, hôm nay là nhiều lắm. Sao không? Như ăn bánh snack vậy. Mà bánh snack này là 5 sao. Ồ, gỡ da ra chứ không à. Ngon lắm. Mềm. Để đúng không? Dạ. Ngon không? Nó, như thử miếng lưu, công trình của anh Toàn. Nước chấm này, quá ngon. Cảm ơn chị. Cái đùi luôn kìa. Ôi, wow. Cái đùi heo. Chị Như ăn hết một cái đùi heo rồi. Ôi. Nước nhiều. Lâu kìa chị. Giận đã. Sợ quá. Ừ. Tiếp tục nào. Âm thanh tốt. Đúng vậy. Sáng chuẩn, view đẹp. Anh Toàn thấy sao anh Toàn? Thấy chị Nga tốc độ mái út xíu mà ăn hết một cái đùi sao. Nửa con rồi, sắp nửa con rồi. Sắp nửa con rồi. Nhưng cái nửa con phía sau nó nhiều hơn nửa con trước. À, cái này là cái mông. À đúng không, cái mông. Cái đường cam quyến rũ á. À. Không có nói được rồi, con chỉ nữa. Cái này là anh Toàn ăn ngồi xé sẵn cho mình nữa. Ôi. Làm miếng da lên. Chị ấy. Đây là chị bé làm miếng da để trải nghiệm. Anh Toàn ăn đi. Anh Toàn là người có công quá nhiều rồi. Trời ơi. Má cũng 5 kg mà sợ mập rồi. Nga ơi, cho em xin bố cái chân ở dưới đi chị Nga. Ô. Ê, có không? Thị quá. Đủ thêm không? Đủ thêm mà, cái này ơi. Rồi. Bốn cái kẽm. Chia sẻ cho mọi người. Nãy giờ mình quay góc trên cao rồi, giờ mình ngồi dưới để mình thấy cái sông này. Vui xong rồi, sau lưng của Toàn với chị Nga là hộ khế nha anh em. Ăn hết là chấn động với chị Nga. Có anh chị. Có anh chị. Cắt miếng lên rồi. Còn lại em ăn hết. Cảm ơn chị Nga nha. Ừ, cảm ơn Toàn chứ. Sáng giờ làm cho em. Tiệm sữa ngọt lắm anh em. Ngọt mà nó mềm. Nó nhìn cái miếng thịt nó mặn nước luôn anh em.
Heo này mua gần nhà luôn anh. Đúng rồi. Có ba chị ruột luôn. Chị ruột nữa. Thì anh giống người chị ruột nha. Thôi thiệt. Đây mà. Mở nè cả nhà ơi. Con nghĩ cô ra em về chị ruột chứ tới nhiều lắm. Mấy trăm người rồi có ngàn người. Mẹ anh đẻ dữ rồi. Đúng không? Âu cơ. Âu cơ. Âu cơ có 50 xuống biển, 50 lên non rồi. Ừ. Em mát ra em luôn. Ừ, không may cho anh toàn ly nước quá. Ngon ngon. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn chị đồng chị. Đội hậu cân. Phục vụ nước nào. Wow. Rồi. Lọc cái miếng da cho chị Nga. Ừ. Rồi. Sắp ra này em ơi. Ủa nước rồi. Ừ, ừ. Mà sao Phun Đi Hùng cứ cầm máy quay mà cứ cả một tay. Anh Phun Đi Hùng chiến tới cùng. Gặp miếng da ra cho nó. Ừ. Ngon không? Đúng như anh nói, anh Toàn nói. Nó ngọt mà nó nhiều nước, thịt nó mềm. Ừ. Em gửi. Em gửi miếng da chị. Ừ. Lâu chị kèm miếng da ăn cho đỡ ngán vậy nha. Dạ, ngon rồi, quá chu đáo. Wow, chưa nghe thấy một nửa cái khó nhất ở quận heo. Một nửa rồi. Rồi nuốt kìa. Mỡ. Chạy ra. Ôi. Cảm ơn anh Toàn rất nhiều. Thịt nó trắng không? Và cảm ơn các anh ở trong team Sơn Dược. Nè, cho Hùng miếng đứng nói tiếng không được, nó ướt được miếng á. Anh cho em giận anh á. Dùng gì nha. Dạ. Để em. Đó. Qua đây. Anh em mình là một gia đình. Gọi là chơi hết mình. Chơi hết mình, view đẹp. Có anh chị. Bạn hiền ngồi đây. Mình thiếu bia thôi. Chơi hết mình nhưng mà đừng nhảy xuống sình. Đúng rồi. Còn con nữa ai không ve chúng ta ve. Yeah. Ai không ve tôi ve. Yeah. Wow. Được khoảng 60% chặng đường rồi chứ nha. Ừ. Cố lên. Ừ. Chị rất là can đảm. Thiệt. Quá khủng khiếp. Bữa nay quay con heo nhìn chị choáng luôn mà. Ừ. 4,5 kg. 4,5 kg là chín rồi nha. Vậy hả? Ờ. Ủa sao nãy nó chín rồi 3 kg? 4,5 kg mà mình chặt mấy cái chân nha cho tầm cỡ 3 lạng. Ừ. 3-4 lạng tầm cỡ 4 kg 4 kg 4 kg 1. Ừ. Con này á nó bự hơn cả con heo bữa mình ăn á. Dừng gấp đôi. Quá to. Gần gấp đôi luôn á. Ừ. Heo Sài Gòn quay heo nhỏ mà nó không dạ, có bự. Không có hai bự không? Còn anh chị sắp về đích rồi. Em nghĩ chị 99% là thành công đúng không? Thành công. Quá khủng khiếp. Hồi nãy anh tài xế nói là thôi đợi chị ăn đi rồi em về em ngủ một giấc. Nhưng mà chắc là ảnh và ảnh quay xe tới khách sạn mình gọi ảnh ra lại. Nghĩ là chưa tới khách sạn à? Nhanh vậy. Chưa tới khách sạn. Tội nghiệp anh tài xế rồi. Wow. Còn chỗ đây một xíu thì chị Nga đây là cái lá sườn nó không có thiệt bao nhiêu đâu. Thôi sạch sẽ. Dạ. À, chị Nga dùng cái này là mới ngon à. Đó. Cái lá sườn. Đó. Chỗ đấy mới ngọt đây từ. Trang chị xíu. Không chị ngửa hết bên này. Đó. Lấy răng nè. Lấy răng nè. Đó. Rồi. Hấp dẫn quá anh Toàn ơi. Vô đi. Lộc ơi, chị xin lỗi em. Chết rồi, nãy giờ quên Dương. Ê. Có lỗi quá. Dương, chị xin lỗi em. Dương Duba. Không à. Mà chị phải lấy miếng nạc đó, thôi. Đó. À. Ăn. Không đây. Trời ơi, cái miếng nó nhìn nó mềm mại quá vậy. Anh như con dừa. Nó là thịt đó nha. Này, Dương. Biết Dương miếng. Này Dương thử miếng nạc à. Dương luôn, ăn hả miếng nạc thì nó không. Thử cái nước chấm thần thánh coi. Ngon không? Ngon chị. Ừ. Kèm cho Dương miếng da. Dương cho Dương miếng da. Cho em bonus cái này. Đây. Đó phan cái da của anh Toàn quay chứ. Sao Dương? Ngon. Thôi. Hay quá chị Nga ơi. Sạch sẽ. Chiến cùng. Rồi còn cục đây nữa là em sẽ chuyển qua cái cục miếng răng 1/4 con heo đó. Quá tốc độ. Rồi sạch rồi. Đây. Da này luôn. Thầy cái này da này á biết sao không? Nó bị dính nước rồi nó mềm nhưng mà công sức anh Toàn làm cho Nga không thể nào Nga bỏ được. Ừ. Nga ăn luôn.
ăn luôn chín là gì? Dính vậy mới biết mình ăn heo đây. Anh em coi cái da này. Ủa. Bóc ra luôn anh Toàn ơi. Rồi. Tiếp tục cho Hùng với Hùng chăm sóc camera với ông là. Sao không cho lên sợ. Cho cha miếng. Cho cha miếng rồi. Cha. Nó làm 5 ký rồi chị cho ăn gì nữa. Kệ, một miếng nhỏ thôi. Bởi vậy tôi nói thiệt chứ. Em không theo anh là vậy đó. Trời ơi, cảm ơn chị. 5 ký mà ăn gì nữa. Ờ. Má mà còn có 1/4 con heo nè. Anh em thấy chuyện kinh khủng không? Quá bá phục. Ngon toàn, ngon quá nè. Dạ. Ôi, nóng. À, bây giờ bán còn nóng nha anh em. Ừ, không nóng toàn. Ôi. Ôi. Em nghĩ gì nha, tầm cỡ 4-5 phút nữa là xong. Xương nhau. Rồi, anh Toàn xé ra nha. Xé ra cho Nhi Nga, chị ăn. Tiếp tục. Chị Nga không dừng được rồi, mình ngưng để mình kiểm tra tiếng. Nga quá tốc độ. Không thể nào cản bước được rồi. Em đặt chị là quá vật. Quá vật ăn cả thế giới luôn. Thôi được rồi, dùng từng quá rồi. Không thể nào. Hãy gọi em làm cô bé thích ăn. Cô bé thích ăn à. Dễ sợ quá. 4 heo 4 ký mà chị ăn trong vòng mới mười mấy phút mà còn xíu xíu xíu. Ghê rồi. Không có từ nào để diễn tả. Nhờ anh ngồi anh xé cho em á. Nên đúng rồi á, có anh xé nữa. Để ăn nhanh quá. Nhanh mà ăn nhiều nữa. Ủa cái lớp thịt đó. Ngọt. Nhìn hơi hơi giống cái cá đuối á. Ôi giời. Đấy là cái đá cá đuối. Hình dáng là ăn trời kẻo mưa. Trời mưa nghe tin chiều nay chị Nga với Phương Hùng rời tim tụi em rời cảm động không? Muốn khóc. Em biết mà em cũng khóc quá. Hôm nay là ngày cuối cùng mình cũng là chia tay nhóm Sơn Dược Vlog rồi nha cả nhà. Đây là video không phải là cuối cùng của mình với lại kênh Sơn Dược, nhưng mà là video tạm dừng để mà mình bắt đầu những cái chuyến hành trình tiếp theo. Và sau đó thì nếu mà có cơ hội, có dịp thì Nga vẫn mong là trở lại đây và sẽ ghé thăm tất cả anh em Sơn Dược ở đây. Và luôn luôn mong là anh em lúc nào cũng sức khỏe và lúc nào cái kênh YouTube ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn chị Nga. Và đặc biệt là em cảm ơn Toàn và đừng quên em nha anh Toàn. Chắc chắn rồi vậy. Ăn tiếp thì ngon quá. Rồi. Không phụ lòng của anh Toàn được cả nhà. Thịt xé luôn. Chị Nga ăn vậy mấy em cũng cuốn buồn à. Biết mà, em biết mà. Còn gì nữa đâu mà xé. Kệ, múc múc cũng được. Trong luôn á. Còn gì nữa đâu mà xé. Anh Vũ, cái này nếu mà là sườn của bò thì nó sẽ ngon ha. Có đúng nhiều à, thịt, nhưng mà đúng cái à. Này là con heo nhỏ. Heo nhỏ. Dứt luôn hả? Thì còn miếng nào múc miếng đó. Ăn quá thật. Mỡ. Như con dừa. Nó mềm mà nó ngọt. Ngọt ngu luôn rồi. Em nghĩ tầm một thời gian ngắn nữa những nhà khoa học phải khám phá chị Nga, cơ thể chị Nga. Tại sao mà phá em chứ đâu có khám em đâu. Sao mà chứa được nhiều thức ăn trong một thời gian rất là ngắn. Ừ. Tính ra cũng nhiều người đòi mổ xẻ chị Nga quá ha. Ừ. Đó cũng có chị em mình nữa. Đúng rồi, em mổ chị thôi. Mổ vậy nguyên con heo nào ngày mai á. Thôi, còn chút xíu xìu nữa. Đó. Mình xuống bơi nè, Hùng nhìn nước nè. Xuống bơi luôn hả? Hùng chứ nè. Đâu? Ừ. Ngon. Đó. Giữ nước. Ngập nước luôn á, ngon. Ừ. Heo tươi cả nhà. Nhưng mà em thấy heo con, heo quay nhỏ sao cái nó không có nhiều mỡ nha. Ừ. Nước, nó, cái mỡ nó giống như nước vậy á. À. Nó không phải là nó mỡ. Như anh nghĩ đa số heo trong quay Sài Gòn, đa số heo người ta sẽ cấp đông lâu nữa. Đúng rồi. Heo cấp đông. Dạ. Còn heo đây là sáng anh qua nhà hàng xóm. Lộ luôn. À.
bác ở nhà làm luôn. Thôi em mình chia miếng à. Ok chị. Rồi, miếng cảm ơn chị nha. Miếng nhọn. Dạ, nha. Cảm ơn chị. Cái này bị nhúng dính nước rồi. Bạn em nha. Nhưng mà Nga về anh Toàn sẽ không bỏ sót một miếng nào hết. Quá ngon. Chị đến cùng. Không bao giờ xin hô. Không bao giờ xin hô. Nước chấm quá ngon. Nếu mà không vì nước chấm này mình không thể nào ăn được con heo 4kg mấy đâu cả nhà. Không thể. Nước chấm này là từng một thời làm mưa làm gió trên kênh của tụi em. Đúng không? Là khán giả người ta mê hả? Đúng không? Ừ. Anh Toàn ấy thường là thích. Anh Toàn sẵn sàng. Chị không thích làm. Ồ. Nhiều người anh em giả còn nói là làm cái nước chấm này để ship bán cho anh em. Quá ngon. Ngon. Rồi, 4kg heo. Còn một xíu xíu. Chỉ còn nhiêu đây? Hết nổi không? Chỉ còn ta với ta mà thôi. Quá khủng. Em còn miếng heo luôn không? Có giấu đâu không? Dễ sợ. Giấu nguyên nóng sức nè anh. Hết rồi hả? Bạn mấy phút vậy? Mười mấy phút à. Oh my god. Dưới cái mặt anh Hiển kìa cả nhà. Ui dạ. Ừ, anh Hiển. Quá khủng khiếp. Khó tiền quá các bạn ơi. Khó tiền. 13 phút con heo 4kg. Wow. Rồi, hết luôn. Không còn miếng nào luôn. Tưởng mang còn dư mình. Thầy mới hô cổ được cái miếng da. Ôi trời ơi. Anh Vũ hô cổ được 4 cái chân. No bao nhiêu phần trăm rồi nha? Bây giờ có thể ăn được thêm 4 chén cơm với mắm mực của anh. Ôi trời. Cơm mắm mực. Dạ. Ăn mắm mực đúng không? Lần đầu tiên ăn mà lần đầu tiên ghiền luôn. Dính luôn. Mắm mực. Cái nào ơi. Nga không biết mắm mực là gì. Nga thấy nó đen đen nó kỳ lắm. Mà đụng vô cái con mực ở trong miệng nó mềm. Nó dịu dẻo nó uống lượng vô miệng mình lắm. Nó tan ra. Em sợ gì đâu. Ăn một con mực á người ta phải 4kg hay à mà ăn trong vòng có mười mấy phút. Nga ăn hai con mực cắn một phát rồi cuốn. Trời. Nó đã. Cái nừng. Hôm nào chị vô đó chị thử thách review ăn 10 chén cơm với lại mà một chén bánh mực thôi. Ok, em sẽ làm cái đó và em sẽ nhắc tên anh, gọi tên anh. Gọi nhưng mà phải mắm mực của anh cơ. Xíu anh Hiển sẽ còn hũ hũ nào mấy? Ừ. Thấy rồi sao còn một hũ sao? Một hũ để chị Nga chị mang về trong máy. Mắm mực hiện tại của anh Hiển là còn rất là ít nha cả nhà. Anh bán nhưng mà số lượng nó phải đặt trước nha. Ừ. Dạ. Giờ muối mực tươi hàng ngày mà. Dạ. Mùa đen hết mực rồi. Rồi mình cố gắng mình sắp đến. Miếng cuối cùng. Oh. Để em hiểu mọi người vô luôn. Wow. Dạ. 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 Còn xương này các bạn ơi, cho em thấy luôn nè. Quá kinh khủng à. Chiếu đúng không á? Tầm hình như chưa được nửa tiếng. Để dở cho anh em xem, em công kêu anh em kêu giấu. Chưa được 20 phút á. Chưa được 20 phút luôn. Dạ. Phấn luôn. Quá khủng khiếp. Nhìn cái mặt ngơ ngác luôn à. Anh em ơi vô đây, em đã xong rồi. Wow, phấn luôn rồi. Vô. Qua Mỹ à? Chắc chị phải đi qua Mỹ gấp chứ bây giờ ở Việt Nam mình anh hai. Về đòi ăn mấy chân cơm với mấy mực nữa. Chiều ba ăn được 4 chén cơm nữa. Thôi anh em quen biết nha, vậy là đủ lắm rồi nha. Đi qua Mỹ đi. Để cho người ta làm ăn em ăn. Ăn hết rồi, ăn hết ngoài nhân rồi. Sạch sạch tinh xanh nữa. Mấy gì có mấy nghề mà em sạch theo bình định luôn. Thiệt sự luôn á, em cũng có lỗi lắm nhưng mà tại vì cái nước chấm ngon quá với lại anh Toàn anh nấu ngon quá. Và cái gì đã trời không còn thịt nữa. Không còn giống gì vậy luôn. Xé luôn. Rồi về ăn 4 chân cơm với mấy mực nữa. Trời ơi. Em không biết là không đồ nào anh không thấy một chút nấu lên gì hết trơn cũng vẫn đói bình thường người ta. Hey. Bá đào. Hey. Cũng lên được miếng. Hành tinh chị ở chỗ nào chị về đi chứ. Đi bay về bỏ sâu sâu trong núi à. Chị hành tinh em cho anh canh cả nhà. Ở trong trái tim của mọi người. Cái đĩa bay bắt chồn ở dưới. Đúng rồi. Đi tàu ngầm, đi tàu ngầm. Em đi tàu ngầm qua đấy bộ. Để bốn này miếng thịt với mấy cái bánh tráng rồi. Rồi về ăn. Về ăn. Rồi về anh em bốn em nhân cơm nữa. Cái mắm mực ngon á. Nếu mà giờ mà có cơm mắm mực em ăn cũng được 3-4 chén nữa. Gửi cho mấy anh chị cầm vô trên lọc. Con nhà mua hai chai để cho xíu đi về em lục lại. Còn cảm ơn anh. Mắm mực anh em mua hết mất nè. Cả nhà ơi, vậy là Nga đã hoàn thành thử thách hôm nay ăn hơn 4kg heo quay sữa nha cả nhà. Mà mình không nghĩ là cái thời gian của mình chắc là dưới 20 phút không? Đúng rồi, cỡ dưới 20 phút. Dưới 20 phút anh Như không? Coi lại. Dạ lát coi lại rồi Nga sẽ thông báo nha cả nhà. Mà với tất cả là anh em bạn bè đang ngồi đây, Tim Sơn Dược Vlog nè, Phấn Đi Hùng nè và Võ Sư Lộc thì đang có việc cho nên Nga cũng gửi lời bá đạo nhất tới Võ Sư Lộc qua chị ăn hết phần của em rồi. Tim Sơn Dược Vlog cảm ơn Võ Sư Lộc đã tặng gửi ship về anh em 4 cái tô sáng đã nhận được rồi nha. Oh yeah, tuyệt vời. Võ Sư Lộc nó mà quanh nha. Okay. Đó với bên cái hồ cây khế mà lịch sử của hồ cây khế là có một cây khế
ở giữa lòng hồ, nhưng mà cái đĩa bay của Nga bay xuống gãy cây khế, chìm ở dưới mất cây khế. Ở đây là hồ cây khế, là cái hồ huyền thoại để mà anh em Sơn Dược Vlog làm nên những cái video triệu view nha cả nhà. Okay. Nếu mà cả nhà đã đến Bình Định á, có thể là ghé đây. Địa chỉ ở đây là ở đâu anh? 02 Quang Trung chị. Ở quê em thôn nông thôn không có địa chỉ. 02 Quang Trung. Ở quê không có địa chỉ. Em có địa chỉ. Chỉ cần search là hồ cây khế ở gần. Đúng không? Lấy Google Map á. Nhà Sơn Dược Vlog với cả nhà là nếu mà đến thì có thể nói là anh Hiển tụi em muốn tham quan thì anh Hiển nghe tin là anh Hiển sẵn sàng đưa cả nhà vô đây để tham quan. Mai mốt mà nếu mà về già anh em mình không làm YouTube nữa thì anh em chắc mình mua vài tấn cá ba xa ở miền Tây về mình thả đây mình câu hồ câu giải trí cũng được nha. Dạ đúng rồi. Đó, chiếu cái này đó. Y bài luôn không? Y bài quá luôn. Thôi vậy thôi, giờ mình kết thúc clip ở đây nha. Chào và chào cả nhà nha. Bye bye, love you. Và cái câu nghe hay nói không phải thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Lộn hồ đẹp quá anh ơi. Hồi nãy quên cầm cái căng vô. Bà ăn trước khi bạn bà căng rồi xong bà ăn xong căng. Đưa nó lên mấy ký. Em nghĩ là bây giờ là này em là bình thường là 44 ký. Gần 45 kg cả nhà. Tí em về mình cân và chắc em lên được 45 kg được. Mình ăn được 4 kg mà. 45 kg được, 46 kg. Chứ nó không lên được 4 kg hả? Không thể nào lên được 4 kg đâu. Hay là không có động lực nào lên được 4 kg trừ khi là anh phải đưa cho em 6 hũ mắm mực của anh lên người em được. Nhưng mà sao nặng 4 kg mà nó không lên 4 kg hả? Thì em nghĩ là nó sẽ vô trong mạch máu rồi nó chạy tới chạy lui đó. Nấu công thâm hậu ép. Ép okay. như nhất viên chỉ. Nói gì ta? Cuộc đời thì không có bữa tiệc nào không tan, không có cuộc nhậu nào không tàn, mà không đến nào nhậu mà không say mà không đau đầu về ngày mai đó. Nhưng mà cũng ai nhậu lại bà đâu. Đó nữa. Tim bây giờ tôi là chưa bao giờ tiếp khách mà khách nào mà nhậu hơn tim tôi mà có tim bà hơn tim tôi. Em hôm qua em nghe anh Toàn nói mà em không tin đó. Nhưng mà em cảm giác là như vậy thì có đó phải là lời khen hay lời chê em không? Nhưng mà nói trong giao lưu tim tôi phải biết nhậu nó mới vui. Đó. Nhậu nó không vui. Vậy là chứng tỏ là đây là một lời khen. Đúng rồi, chính xác. Là tim của Sài Gòn đã chủ được với lại team của Sơn Dược Vlog đúng không ạ? Hồ đây người ta cũng nuôi cá như này nha, nhưng mà nó rộng quá người ta câu không được á. Cá đây khôn, nó ở ngoài giữa này đâu câu được. Đây có cá đông đen nữa mà. Anh có bao giờ mà có cái lúc nào tập đi dọc. Cứ dọc này thẳng sao. 6 giờ rưỡi chiều. 7 giờ tối á. 5 giờ rưỡi qua 5 giờ rưỡi là. Không. 6 rưỡi nữa. 6 rưỡi không? 6 rưỡi. Giờ đó đâu còn gì đâu, trời xuống núi rồi. Vậy má. Đây là lúc bây giờ là quýnh 6 trật. Quýnh 6 trật á. Em hiểu rồi. Ok, bây giờ thì thay mặt Vinh Như Hùng nè, Võ Sư Lộc nè, tất cả các team Sài Gòn thì em đã cảm ơn tất cả mọi người. Trong mấy ngày qua tụi em ở đây thì mấy anh đã tiếp đón một cách không còn gì để nói được hết. Quá tuyệt vời luôn. Từ anh Hiển nè, anh Toàn, rồi tới anh Hải. Dù là sức khỏe của anh Hải dạo này, anh Hải nói là anh cũng hơi không có khỏe lắm Nga ơi. Nhưng mà nếu mà Nga muốn ăn theo ý Nga thì anh Hải vẫn đi theo và ủng hộ mình và cùng ngồi ăn với mình. Đó là cái điều mà mình quá ngưỡng mộ vì anh Hải là so với bậc tiểu bối như tụi mình đó thì anh Hải là lớn nhất ở trong đây cả nhà. Cho nên mình rất là phải nói trân trọng những điều đó. Đó và đặc biệt là em cảm ơn anh Hiển đã tạo nên một cái trang sử về người Bình Định, về một cái kênh ẩm thực kiểu đa dạng ở nhà, về sinh tồn, về ăn uống, về vui chơi, về trí tuệ, tất cả đều có. Và đặc biệt là kênh của ảnh còn có cái đem cái nguồn tài nguyên có sẵn của quê nhà tạo nên một cái thương hiệu riêng của mình, đó chính là những tất cả các loại mắm và đặc biệt là con mắm mực màu đen. chiều nào mấy giờ đi mà đi ta nghỉ vẫn thèm bốn giờ đi thì đó. Bây giờ là em khi mà video này kết thúc, lời nói em kết thúc cũng là lúc mà tụi em sẽ xin phép anh là với tất cả mọi người là tụi em phải tiếp tục cái hành trình của tụi em đó. Thì em chỉ mong là tất cả mọi người ở đây nếu mà em có dịp quay trở lại thì anh em vẫn lúc nào cũng khỏe mạnh và lúc nào cũng kênh của mình ngày càng phát triển. Đó, em chỉ mong như vậy thôi. Anh em mình hứa là hẹn là cái mà thi ăn mắm mực gì mà 12 chén cơm với lại chén mắm mực với là thịt thịt luộc. Dạ. Nga chung mô với anh Hải mà chiều nay Nga chung mô đi mất là không kịp. Hẹn được sau đi. Không, nếu mà như vậy em ở trong Sài Gòn em sẽ ăn cái đó. Em ăn rồi anh Hải ăn trực tiếp. Đúng, mình ăn trực tiếp luôn á. Mình anh sẽ bấm gọi anh lại, gọi anh lại. Em bấm trực tiếp để hai anh em mình nhìn BK cầm tay tham với nhau. Tay tham với nhau ăn luôn. Tại vì người ta nói vậy nè, không phải là mình không có cách, cách đó mình có tìm được hay không thôi. Nó thì em nghĩ là như vậy thôi đó. BK luôn đó, BK quá chuyện đó. Nên anh Hải kêu là chị Nga thích thì anh Hải chiều đó cả nhà. Anh cũng mềm món này đó. Thì em cũng lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái món mắm mực của anh. Sao ba biết ăn hay hết rồi?
thôi tự mình cắn ra. Anh dùng anh cuốn lại. Mình là mình chấm, chị gắp mực chị cuốn luôn. Hồi nãy cắn vô cảm giác nó đã lắm cả nhà ơi. Vậy thôi mình xin phép kết thúc clip ở đây và mình tiếp tục cuộc hành trình của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Phương Nhi Hùng. Dạ. Mới vừa ăn hết con heo quay trong cái hồ cây khế ở nhà. 4 kg anh em. Mấy cây? Trời ơi có 46 kg rồi. Đây được 2 kg à. Lên nhà đó. Đây được 2 kg. Không, thật ra là em 45, tất cả mọi người đều biết. Em lên. Lên ký mấy à? Ừ. Lên 1 ký à. Lại sao? Giảm với mấy cái gọi là người bí ẩn mà. Người bí ẩn mà. Ô, tôi đề nghị quá, là, không biết đề nghị là phải nghiên cứu ba gấp. Nhưng mà một người ra vẫn là heo quá. Ăn cực nhanh mà cực nhiều luôn em ơi. Vẫn là 45 mình lên được 1 ký là được 46 nha cả nhà. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nhé. Ủng hộ Nga Sumo. Cảm ơn các bạn.